Xin la mấy hello cái đi hello. Bên đây chiên bò Mila. Và kế tiếp đó chính là Alibaba. Còn bên đây là Diễm Hương. Còn một đứa nữa là Lily. Quán gì thì sẽ có những cái đặc biệt là đặt tên riêng cho tất cả các bé. Lily, Baba, Simla và Mila. Với lại Diễm Hương, Ti Thi. Với lại A Tòng, Bảy Tòng. Vui vẻ nha quý vị. Mọi người nhớ đến vui vẻ. Và bắt đầu là nói chung ra là làm việc mệt thì mệt nhưng mà phải vui, nó mới đỡ mệt. Còn nếu mà mệt quá đào không nổi thì cho nên bà con cô bác cũng thông cảm nha. Cũng gắng cố gắng rồi nhưng mà không biết anh chị em có vừa miệng hay không thì Thi không biết. Mình hãy thưởng thức trải nghiệm một lần để cho biết, chứ nghe tiếng đồn lâu rồi. Bán ở thành phố 6 năm rưỡi rồi, bán đây mới có 4 ngày à. Thì cho nên mọi người cũng thông cảm. Cứ vui là được à, đến chủ yếu là vui. Vui là chính phải không cô? Vui là chính phải không? Công chờ đợi từ lúc 11 giờ. Giờ 1 giờ mà chưa đi về nữa. Thì thôi nha mọi người. Bây giờ Thi bắt đầu đâm rồi. Đây là một cái nơi bán mang về tất cả các món ăn, ghẹ sữa, da heo, cơm cháy, đó, chân gà, tất cả các thứ ở nơi đây. Còn ở nơi đây á, là một cái nơi để order phục vụ tất cả anh chị em mình. Nãy giờ ở đây có ai đi xa không? Từ 8 giờ rưỡi. Cho nên là mấy ngày hôm nay là anh chị em đứng sắp hàng không à. Tại sao mà vì sắp hàng? Vì tất cả anh chị em yêu mến nhiều. Nhưng mà giờ của Thi ra bán là 1 giờ trưa. Để sao? Để tranh thủ, để phục vụ tất cả anh chị em mình. Nhưng mà khi đến trước á, sẽ có cơm gì? Trà tắc nè, cho em hỏi coi trà tắc uống ngon không chị? Vừa uống không? Ngon phải không? Rồi mấy anh chị đang đợi ha. Bữa nay làm gì vậy? À, đi làm gì mặc áo dài? Gì hả? Mặc áo dài lá cờ Việt Nam đi ăn gỏi. Thì quán đi thì sẽ có 3 món ăn thôi. Gỏi, bò viên, chân gà. Anh chị em có thể ăn những món ăn nào đó, đi 2 cho đến 3, 4 người kêu một thứ một món thôi. Khỏi ăn kêu nhiều. Đó. Còn khi ăn rồi qua đây mua mang về á, cơm cháy, da heo, ghẹ sữa. Thì mọi người cũng thông cảm nha, tại vì mới mở quán thì cũng hơi bối rối tí xíu. Phục vụ kiểu cũng không kịp, có mình Thi à. Nhưng mà Thi chắc chắn là đứng bao nhiêu đây, chỉ có là 20 phút thôi là sẽ có ăn liền. Ở đây có anh chị em nào đi xa không? Bình Dương. Từ Tây Ninh qua đây luôn. Rồi đợi lâu chưa? Rồi vậy là cổ đến từ đợi đầu tiên mà đứng ở đây. Chị thứ hai. Mấy anh chị ăn đồ ăn á, có chân gà nha, ăn không hết đóng hộp đem về để tủ lạnh được 3 ngày. Nhưng nhớ nha, ăn rồi để nước đá vô nó mới ngon, có lạnh nó càng ngon. Cũng cảm ơn mấy anh chị thông cảm giùm nha. Em cũng khan tiếng rồi, tại vì tranh thủ phục vụ, vừa phục vụ ở đây mà vừa phục vụ trên màn hình để cho mọi người xem luôn. Cảm ơn mấy anh chị mình nha. Bây giờ em bắt đầu đi vô đâm gỏi, thì mong mọi người cũng thông cảm bỏ qua nếu mà trong khi chờ đợi lâu. Cảm ơn nha, mọi người hãy đợi tí xíu. Ở đây là có chân gà rút xương phục vụ tất cả anh chị em mình. Nơi đây là cái nơi chiên bò, nơi đây là cái nơi trà tắc, sẽ có 2 quầy để phục vụ tất cả anh chị em mình luôn. Nước ngọt, Coca, bia có đầy đủ nha. Không gian đâm gỏi thì ngày hôm nay sẽ có những gì đây trong đây? Ba khía, ghẹ sữa, da heo, đậu phộng. Nhưng mà trước khi đâm gỏi, tất cả anh chị em mình cũng đã xếp hàng như vậy rồi nè, mọi người thấy không? Ở đây là nhiều khi tất cả anh chị em mình xem á, là tất cả anh chị em mình cứ nghĩ là tại sao mà xếp hàng đông, vì số lượng người rất là đông. Cũng xin chia sẻ với tất cả anh chị em mình luôn. Mấy bữa nay có anh chị em nè, mình thắc mắc những câu chuyện gì không? Mà trong khi Ti Thi đâm gỏi tại Bình Dương không? Có anh chị em nào thắc mắc những câu chuyện gì không? Chỉ có cái là khen con giỏi thôi phải không? Giỏi quá yêu mến. Còn việc vấn đề ăn ngon hay dở, cái đó là tính sau. Thật ra là anh chị em có thắc mắc là quá giỏi đi, vì yêu mến mới đến sắp hàng như vậy. Một cái nữa là tất cả anh chị em khen, có người chê. Vì thứ nhất là như vậy nè, chỉ có một khẩu vị ra thôi. Mà anh chị em đứng bao nhiêu đây nè, thì cho nên là Thi không biết khẩu vị mọi người như thế nào. Thì trong cái dĩa gỏi đó, thì sẽ có trong đây là 100 người đi, sẽ có 10 người sẽ không vừa miệng. Thì mọi người sẽ ăn những món khác nha. Ăn bò viên, ăn chân gà, hoặc là uống trà tắc, ăn cơm cháy. Tại vì Ti Thi ra chỉ một khẩu vị thôi, một lần đâm là ra được 4 người. 4 người ăn là một dĩa gỏi là được 2 người ăn, là 4 dĩa gỏi 8 người ăn. Thì cho nên là cũng chia sẻ tất cả anh chị em mình luôn, đỡ buồn.
ví dụ đầu tư ra 60.000 và một ly trà tắc nữa 15.000, 75.000, ăn ngon hay dở vui vẻ nha mấy anh chị, thông cảm nha. Cảm ơn tất cả anh chị em cho chào vỗ tay. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Và sau đây TT cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách luôn luôn quan tâm TT trên kênh YouTube mỗi ngày, nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh mỗi ngày. Đặc biệt TT cũng cố gắng hết mình và hết sức để phục vụ tất cả anh chị em vào 1 giờ trưa cho đến 22 giờ tối hàng ngày nha. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều và luôn luôn yêu mến. Nếu điều đó sai xuất thì mong rằng tất cả quý bà con cô bác thông cảm bỏ qua. Chúc tất cả các quý khách có một ngày vui vẻ và ăn ngon miệng buổi trưa tại quán TT Bình Dương. Cảm ơn. Và sau đây TT sẽ bật nhạc để đâm gọi phục vụ tất cả anh chị em mình nha. Mọi người đợi TT trong giây lát. Rồi cái giờ này là cái giờ TT bán hết gỏi rồi. Hồi sáng á, là bán 1 giờ, giờ này là 10 giờ đêm. Cho nên TT chuẩn bị dẹp quán rồi. Nhưng mà có nhóm cô vô nè cũng dễ thương quá à. Hello chào mấy chị nha. Mấy chị, mấy anh đến từ đâu vậy? Từ Bình Dương. Bình Dương mình luôn hả? À, là đại gia Bình Dương. Bữa nay vô trễ quá, 10 giờ đêm mà hết gỏi rồi, chỉ còn bò viên à. Vậy là chị biết em cũng lâu rồi ha. Chắc xem chương trình em phải không? Đúng rồi. Ngày mai cho chị lên chương trình luôn. Coi phát sóng luôn vào lúc 11 giờ trưa. Nhưng mà vô đây giờ không còn miếng gì hết trơn. Mấy chị ủng hộ bò viên với lại nước thôi nè. Giờ đang tính làm dâu bả. Nghe nói bả đại gia Bình Dương cho nên về làm dâu bả với xong về kinh doanh bất động sản. Nhà bán được không? Được không bà? Nhà bán được không? Nhà bán luôn. Về bà nghĩ bán gỏi luôn, đóng băng nhà luôn. Có tiền xài tha hồ, khỏi làm gì mà không mệt. Tâm gọi hoài mệt quá, đau lưng đau khớp nè. Cho em hỏi coi nãy giờ uống trà tắc thấy sao chị? Ngon, ngon không? Được không? Ngon ha. Bò viên được không? Bò viên được không? Bò viên ngon hả? Tại biết sao bữa nay bán mệt quá, mấy bữa nay khai trương không dám bán nhiều món. Có bán bún Thái nữa. Rồi có bán nhiều lắm mà đông quá. 1 giờ. 1 giờ trưa. Đúng rồi. 1 giờ trưa mới bán mà đâm gọi từ trưa rồi nè, văng hết trơn rồi nè. Mệt rồi đó. Nhưng mà gắng cố gắng biết sao không chị? Về đây bán gắng cố gắng. Thời đến lần thứ hai cho nên phải tranh thủ hốt bạc đó, chừng nào mà tới tháng mưa xong bắt đầu hết hốt xong chạy về thành phố lại. Em 35 rồi, thời tới hả chị? Chị nhìn em tươi không? Được không? Dễ thương không bà? Vậy hả? Vô là thích liền phải không? Đó. Ngon không ngon không biết, nhưng mà nghe thấy dễ thương cái là muốn ăn liền phải không chị? Chúc mừng em mua luôn căn nhà. Mấy bà cũng vui lắm nè. Thật ra tại vì chưa đó, thử mà quen đi. Mà chồng bà tươi quá à. Ông cười hoài, chứ ở nhà ông cười hoài phải không? Ông đẹp trai, ông cười hoài à. Thôi, trời ơi. Em là phải trẻ trẻ thôi, ba chồng. Phải hốt chồng con thì được, con ổng thì được. Yếu quá rồi. Dạ, đúng rồi, già rồi bà ơi. 50 người ta đi chung với 50 rồi. 50 mà đi với trẻ thì đi đâu nổi nữa. Thôi cảm ơn mấy anh chị nha, vui vẻ nha mấy anh chị. Chúc mấy anh chị ngồi chơi vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn chị nha. Sắp tới vô em bán trước cho. Em sẽ nhớ mặt rồi nha. Rồi quay qua không gian ngày hôm nay, thấy bà cô cũng dễ thương quá à, mới đi bộ từ chợ Bình Dương. Thấy vậy à, thôi tặng cho cổ ly trà tắc. Nãy giờ cô thấy sao, trà tắc uống ngon không cô? Ngon. Ngon hả? Vậy là cô ở chợ Bình Dương này lâu chưa? Lâu rồi. Vậy hả? Vậy là cô cũng xem chương trình con nhiều rồi à. Xem chương trình con nhiều, thấy con vui không? À, thấy con vui hả? Thấy con ở trong đó với ngoài nào dễ thương? Mà sao nhiều người khen thiếu ngoài dễ thương hơn trong truyền hình đó. Bộ truyền hình thì nói gì lắm hay gì á, ở ngoài ít nói. Mà thật ra biết sao không, lên truyền hình nói để cho nhanh để hết phim. Còn ở ngoài không dám nói, mệt quá nói không nổi. Nhưng mà mấy cô đi bộ là thiệt đúng hả? Ồ thấy thương quá. Cô bán đồ ở ngoài hả sao? Nhà cô ở ngoài. Ờ à, thấy cô dễ thương quá à. Thôi con chúc cô vui vẻ ngồi chơi nha, vui vẻ. Thật ra là ngày hôm nay cũng đã hết hàng rồi. Còn mấy bà này thành phố đến nè, phải không? Thành phố hả? À, quận 9 luôn. Thật ra là bán gỏi này là không phải người Bình Dương không nha. Bữa nay là người thành phố rất là đông luôn. Người thành phố lái xe xuống đây. Tại vì sao yêu mến đi thi quá. Thế thì chạy về đây nè để coi xuống đây xem tình hình đi thi coi như thế nào. Nhưng mà về đây thấy bán đông hơn. Mà thấy cái quán đẹp hơn thành phố không bà? Đẹp, rộng hơn.
động hơn phải không, thoải mái phải không, đỡ nghe cái mùi mắm phải không. Ở trên thành phố nghe cái mùi mắm nhiều quá nó ngợp. Nhưng mà đi hai người ha, đi xe hơi hay đi xe máy vậy bạn? Dạ, đi ô tô. Ô tô hả? Ôi dễ thương quá à. Nhưng mà bây giờ về đây mà làm việc ở đây hả sao? À, không, em về quận 9 làm. À, quận 9 hả? Làm quận 9 luôn. Quận 9 để qua đây xa không? Dạ, 30 cây chạy nửa tiếng. Trời ơi cũng dễ thương quá ha. Thôi dễ thương quá, cảm ơn nha. Đi về phải không? Dạ. Thôi chúc vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Rồi mọi người đến giờ này chưa có hết giỏi rồi. Còn chỉ trà tắc à. Uống trà tắc không? Còn gì ăn ở đó? Heo. Còn bò viên chiên không cưng? Hết luôn rồi. Còn trà tắc uống không? Còn cơm cháy, đồ sấy khô, dầu tươi sấy giòn. Bé lấy tắc đẩy vô thêm đi cho mấy chị mấy ly? 3 ly trà tắc bán cho chị gái đi em. Thôi cảm ơn mấy chị nha. Ngồi chơi vui vẻ nha. Hẹn gặp lại chương trình sau. Thật ra là quán Ly Thi hiện tại ban đêm nè, 10 giờ đêm rồi đó. Mà nó đẹp quá trời rồi. Cái khu này nói chung là ban đêm không ai bán gì ăn, chỉ có quán nhậu kế bên à. Mọi người có thể ghé qua đây mua đồ nhậu lẩu nè. Lẩu kế quán Thi luôn. Bán cơm, bán này bán nọ cũng dễ thương lắm. Mọi người ghé qua ăn ủng hộ ổng nha. Thật ra là biết sao không? Tại vì Thi bận rộn quá, không có chương trình mà để quay tròm xóm này nọ. Với lại mấy bữa nay bận rộn làm liên tục và giờ này mà chưa nghỉ nữa. 10 giờ đêm rồi nè mọi người, nhìn thấy không ạ? À? Ban đêm nè. Đây hiện tại là 10 giờ 11 giờ đó. Mà nó ban đêm nhìn thấy nó nhẹ nhàng lắm, nó yên tĩnh lắm, mà nó vui. Nó mát mẻ trong lành lắm. Cho nên là Thi cũng cảm ơn tất cả mọi người nha, luôn luôn yêu mến. Mà lỡ đã đến rồi, tối rồi mà hết gỏi rồi đó. Hẹn ngày mai nha em. Hết gỏi rồi thì mọi người đến ngày mai nha, mọi người đến thưởng thức. Vì ban đêm nhà Thi cái khu này là sáng nhất đó. Sáng rực rực luôn, còn vô còn. À, sáng rực nọt, nực nồng luôn thì cho nên tất cả anh chị em sắp tới đến ở đây á thì mọi người thưởng thức sớm sớm tí xíu vào lúc 1 giờ trưa cho đến 21 giờ hết luôn rồi chị. Đến 21 giờ nha mọi người nha. Thông cảm giùm Thi phục vụ không nổi nữa, hết sức rồi. Hết sức hết hơi rồi thôi. Bây giờ sau đây chương trình thì Thi cũng đã kết thúc quán, đã phục vụ tất cả anh chị em vào từ trưa tới tối rồi. Thì cũng chúc cho tất cả anh chị em có một ngày vui vẻ. Và đặc biệt nữa mọi người nhớ đến quán Thi sớm sớm nha. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình HTV Thi vào clip ngày mai.